Kính chào Hội Thánh, tôi xin được thay cho ông bà mục sư quản nhiệm, hai vị phụ tá mục sư quản nhiệm và ban trị sự chấp sự Hội Thánh có lời trân trọng chào mừng toàn thể tôi con Chúa và quý vị thân hữu cùng đến tham dự chương trình thờ phượng Chúa Giáng sinh đêm nay. Thưa Hội Thánh, một lần nữa mùa Giáng sinh lại về với chúng ta. Trên khắp thế giới, hàng bao nhiêu triệu người đang hân hoan chào đón lễ Chúa Giáng sinh trong mỗi khung cảnh khác nhau. Nhưng tinh thần chung của lễ Chúa Giáng sinh vẫn là những nét đơn sơ giống nhau. Tại đó, người ta kể lại câu chuyện Giáng sinh thật lặng lẽ ở một làng quê Bethlehem, nước Do Thái, trong chuồng chiên chật hẹp đằng sau quán trọ, với thôn nữ Mary, với người thợ mộc Joseph, và tất nhiên có hài nhi Giê-xu quấn khăn nằm trong máng cỏ. Nhân vật chính của câu chuyện này là hài nhi Giê-xu, cũng là cứu Chúa, Chúa cứu thế của cả nhân loại. Chương trình thờ phượng Chúa Giáng sinh tối nay có chủ đề là Máng cỏ Bethlehem và diễn giả là mục sư Nguyễn Thế Hiển, quản nhiệm Hội Thánh. Bây giờ xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, mỗi người chúng ta cùng đến với Chúa, chọn lòng mình chuẩn bị để ra mặt Chúa. Tôi được xin phép đọc lời Chúa trong sách Tin Lành Luca đoạn 2 câu 8 đến câu thứ 12. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chân chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Trân trọng kính mời mục sư quản nhiệm cầu nguyện khai lễ. Lạy Cha kính yêu của chúng con, đấng đã trị trị cả dòng lịch sử, đấng đã thương xót quan phòng từng cuộc đời của chúng con từ khi chúng con tin nhận Chúa cho đến bây giờ. Hôm nay, kỳ đại lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh lại về, chúng con đã có 1-2 thì giờ ở tại đây, tại điểm nhóm để thờ phượng Chúa rồi. Và bây giờ trong tối nay, một lần nữa, Hội Thánh của Chúa cùng nhóm nhau lại thờ phượng Ngài. Chúng con sẽ cùng hòa lòng với các ca đoàn trong sự ngợi khen. Hòa lòng của chúng con với anh chị em chúng con trong những tâm tình, trong những thì giờ mà chúng con có thể trao đổi với nhau, giúp đỡ cho nhau nhớ đến câu chuyện Chúa Giáng sinh. Chúng con cảm tạ Chúa vô vàn vì Ngài đã thêm sức để con cái của Chúa đã có được gần một ngày trong sự thờ phượng Chúa. Và bây giờ chúng con nhân danh Chúa nhóm nhau lại trong giờ phút này. Xin Chúa ở cùng với anh em con để dâng lên Chúa lời ngợi ca, để tất cả mỗi một chúng con đều dọn sẵn lòng của mình, nhớ lại ngày nào Chúa đã giáng sinh vào lòng của chúng con, tẩy sạch tấm lòng của chúng con, đem chúng con Jesus,
Máng cỏ Bethlehem nghèo nàn năm xưa đã đón cứu Chúa của cả nhân loại ra đời, đánh dấu một mùa ơn phước thắm tươi cho muôn người, mùa trang chứa biết bao hy vọng. Mùa ơn phước Chúa ban khiến hạnh phúc đến cho muôn người, phước lớn Chúa ban sẽ tuôn tràn trên muôn lối luôn được bình an. Mùa ơn phước là mùa để con người nhắc lại với nhau biết bao ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng ta mỗi ngày. Đó cũng là lý do để các em thiếu niên trong mùa thánh dâng lên lời ca ngợi Chúa. Thank you.
Khi Chúa Giêsu sinh ra từ đồng phương xa xôi, có những nhà thông thái hết lòng đi tìm Chúa, thấy một vì sao đặc biệt xuất hiện trên bầu trời. Họ biết rằng có một vị vua vừa mới ra đời. Đây là một vị vua trỗi cao hơn tất cả những vị vua khác trên thế gian. Dù đường đi rất xa xôi, hiểm trở, họ vẫn quyết định cùng nhau đi theo ánh sao để tìm và tôn thờ Ngài. Vì sao sáng cứ đi trước mặt họ cho đến khi tới đúng ngôi nhà đơn sơ tại làng Bethlehem thì dừng lại. Họ đã gặp vị vua mà họ đang tìm kiếm. Họ liền quỳ xuống và thờ lại Ngài. Sau đó họ dâng cho Chúa những món quà quý giá là vàng, nhũ hương và một dược. Ngày nay chúng ta không phải đi xa xôi, vất vả để tìm Chúa như các nhà thông thái. Vì Chúa đang ở bên cạnh chúng ta. Hãy hòa lòng cùng ban trung niên dâng lên Chúa một tâm tình như các nhà thông thái khi xưa, hết lòng tôn thờ Ngài và dâng điều quý nhất là chính cuộc đời của chúng ta cho Chúa.
Ô Bethlehem thôn xa nhỏ bé, quán xá nghèo hèn chẳng chút cao sang, nhưng cũng chính nơi khó nghèo này đã được tiếp đón Chúa Giêsu. Ngài là Con Trời vinh hiển. Vì yêu thương nhân gian lầm than sống trong bất an tuyệt vọng, nên Ngài đã đến để xóa hết tội ô, xóa hết bao đắng cay trong tâm hồn. Giêsu đến ban cho chúng ta cuộc đời tươi mới. Hãy cùng hát lên mừng Chúa Giáng sinh, đem hạnh phúc an bình đến cho trần thế. Thôn xa nhỏ bé, quán vắng nghèo hèn chẳng chút cao xa. Bao năm lầm than, hoài mong ánh sáng. Kiếp sống mơ màng vắng xa thiên đàng. Ô Bethlehem, nay người có biết chính nơi khó nghèo tình yêu đã ban, chính chỗ hạ mình nhân Giêsu đã đến. Ô Bethlehem, dù người nhỏ bé đã cho ra đời một đấng cao xa, Ngài là Giêsu Con Trời vinh hiển, vì yêu thương nhân gian lầm than sống trong bất an vô vọng, tìm đâu thấy anh bình minh chưa tràn hy vọng tươi sáng. Giêsu đến xóa hết tội ô, xóa hết bao đắng cay trong tâm hồn. Giêsu đến ban cho cuộc đời tươi mới. Mừng Chúa Giáng sinh đem hạnh phúc bình an, ngàn tiếng yên bình vang khúc ca thiên đàng, ngàn vì sao lung linh ánh sao vinh quang tỏa sáng cung trời. Bethlehem tuyệt vời, mừng Chúa Giáng sinh đem phước ân cho đời. Người hãy đến với Chúa Giêsu, vì Ngài ban cho hạnh phúc an bình. Thôn xa nhỏ bé, quán vắng nghèo hèn chẳng chút cao xa. Bao năm lầm than, hoài mong ánh sáng. Kiếp sống mơ màng vắng xa thiên đàng. Ô Bethlehem, người có biết chính nơi khó nghèo tình yêu đã ban, chính chỗ hạ mình nên Giêsu đã đến. Ô Bethlehem, dù người nhỏ bé đã cho ra đời một đấng cao xa, Ngài là Giêsu Con Trời vinh hiển. Gian lầm than sống trong bất an vô vọng, tìm đâu thấy anh bình minh chưa tràn hy vọng tươi sáng.
Giêsu đến xóa hết tội ô, xóa hết bao đắng cay trong tâm hồn. Giêsu đến ban cho cuộc đời tươi mới. Mừng Chúa Giáng sinh đem hạnh phúc bình an, ngàn tiếng thiên minh vang khúc ca thiên đàng, ngàn tiếng sao lung linh ánh sao vinh quang tỏa sáng cung trời Bethlehem tuyệt vời. Mừng Chúa Giáng sinh đem phúc ân cho đời, người hãy đến với Chúa Giêsu vì Ngài ban cho hạnh phúc an bình. Mừng Chúa Giáng sinh đem hạnh phúc bình an, ngàn tiếng thiên binh vang khúc ca thiên đàng, ngàn vì sao lung linh ánh sao vinh quang tỏa sáng cung trời Bethlehem tuyệt vời. Mừng Chúa Giáng sinh đem phúc ân cho đời, người hãy đến với Chúa Giêsu vì Ngài ban cho hạnh phúc, hạnh phúc an. Tiếng chuông ngân vang trời, nhạc rộn ràng vút cao, hàng triệu người đón Giáng sinh tưng bừng. Họ hòa mình cuốn trôi vào đám đông. Cuộc vui qua rồi, họ trở về với cô đơn u buồn. Họ không nhận được phước hạnh trong mùa ơn phước này vì họ chưa thật sự có Chúa cứu thế. Ngài là niềm vui duy nhất và chân thật trong mùa lễ Giáng sinh. Hỡi ai mùa Giáng sinh lòng hoang vắng, hãy mau quay về nhận tình yêu thương. Mau mời con trời thăm viếng tâm hồn, mời Chúa Giáng sinh vào trong tấm lòng. Bài hát kỷ niệm Chúa Giáng sinh được ban thanh tráng tôn vinh Chúa sẽ như một tiếng chuông đong 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 dục dã tâm hồn chúng ta tìm kiếm Ngài. Bay qua đôi sân thắm
Đêm Chúa Trời ban ơn lành xưa chưa hề có trong trần gian, truyền con thánh Ngài lìa thiên đàng, đem thân vàng xuống cõi làm thang. Tạ ơn Chúa vì ơn lành Ngài ban, nguyện dâng lên Chúa mọi điều chúng ta có. Xin mời hội thánh cùng tôi Chúa thánh ca số 68, Đêm Chúa Trời ban ơn lành, trong tinh thần cảm tạ và dâng hiến cho Chúa. Trong khi hội thánh tôi Chúa xin mời ban chấp sự nhận lạc hiến. Xin mời hội thánh tôi Chúa thánh ca số 68, Đêm Chúa Trời ban ơn lành. Ngày đêm Chúa Trời ban ơn lành xưa chưa hề có trong tương lai.
mời Thánh đồng đứng ta hiệp ý cầu nguyện dân số tiền lệnh cho Chúa. Xin mời cô chấp sự Phương Trang thay mặt Hội Thánh cầu nguyện. Kính lạy Ban Ngôi Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu thương lớn Ngài dành cho mỗi cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng con được mỗi năm được kỷ niệm, được nhắc nhớ đến tình yêu mà Ngài dành cho mỗi đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa Ngài đến để cứu chúng con ra khỏi tội lỗi. Cảm ơn Chúa Ngài cứu chúng con, ban cho chúng con sự tự do để chúng con được tận hưởng những điều phước hạnh trong sự ở trong Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Chúa chiều tối hôm nay Chúa cho chúng con được thờ phượng Chúa, được ngợi khen chúc tụng ơn thương xót của Ngài dành cho mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con chỉ biết dâng lên Chúa cuộc đời của chúng con, xin Chúa sử dụng, xin Chúa dùng để tiếp tục đem ơn cứu của Chúa đến cho nhiều người. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Giờ đây chúng con cũng có số tiền xin dâng lên Chúa, xin Chúa cũng sử dụng, dạy chúng con sử dụng trong thánh ý của Ngài, để mọi điều chúng con làm được vinh hiển danh Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, xin Ngài cũng tiếp tục sử dụng chúng con để dâng nơi Chúa không chỉ tài chính của chúng con, nhưng cả khả năng thì giờ mà Chúa cho chúng con có được để góp phần trong công việc nhà Chúa, mở mang nước của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Thì giờ này xin Thánh Linh Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan. Xin Chúa Ngài cất khỏi chúng con những mệt mỏi, những lo toan, những bệnh tật đau yếu của chúng con, để rồi chúng con hết lòng hết trí hướng về Chúa, tìm kiếm Ngài, thờ phượng Ngài, để chúng con lắng nghe lời Chúa cho mỗi đời sống chúng con, để chúng con mạnh mẽ bước đi bởi đức tin mà Chúa ban cho chúng con, bởi sự hướng dẫn của Chúa qua lời của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con dâng nơi Chúa mỗi đời sống chúng con, dâng nơi Chúa đầy tớ của Ngài. Xin Chúa Ngài sức giàu ban ơn trên, để rồi lời của Chúa được đến với mỗi lòng của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con hãy lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Hội Thánh cứ đứng và chúng ta cùng đọc hai lần câu gốc nền tảng cho sứ điệp Giáng sinh hôm nay, thì chép ở sách Tin Lành Luca đoạn 2 câu 12. Xin chúng ta cùng đọc hai lần. Xin khởi sự. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Xin mời Hội Thánh cùng an tọa. Bây giờ chúng ta sẽ được nghe sứ điệp Giáng sinh. Trân trọng kính mời Mục sư Nguyễn Thế Hiển quản nhiệm Hội Thánh. Kính thưa toàn thể con dân của Chúa, sáng nay chúng ta đã có thời giờ thờ phượng Chúa và cái chủ đề sáng hôm nay đó là quán trọ Bethlehem. Chiều tối hôm nay chúng ta có cơ hội để thờ phượng Ngài tiếp tục trong chương trình đại lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh với đề tài là máng cỏ Bethlehem. Theo con cái của Chúa, khi chúng ta nhìn hai cái chủ đề đó thì chúng ta thấy cái quán trọ Bethlehem với máng cỏ Bethlehem, theo về hình thức của nó, cái nào lớn, cái nào nhỏ. Quán trọ đương nhiên là một cái không gian có thể là 8m2, 10m2, 30m2, v.v. Nhưng về phần máng cỏ thì sao ạ? Nó chỉ chiếm khoảng 1m2, 2m2 mà thôi. Và vị trí của nó không phải là ở phòng khách của quán trọ, cũng chẳng phải là một nơi sang trọng của quán trọ, mà là cái chỗ rất là nhỏ bé, có thể nói là sau quán trọ hoặc là một cái góc, một cái xó nào đó ở trong quán trọ mà thôi. Tuy nhiên, con trời lại không có chỗ trong quán trọ mà lại có chỗ trong máng cỏ của cái quán trọ đó. Tối hôm nay chúng ta sẽ đi đến một trong những điều mà lòng của chúng ta chưa từng suy nghĩ đến. Tại sao lại Ngài lại giáng sinh một nơi quá đê hèn như vậy, quá tồi tàn như vậy mà Chúa lại ngự vào?
Đây là lời của Chúa mà chúng ta đã vừa đọc qua. Đó là con trẻ được sinh ra đặt nằm trong máng cỏ. Thưa con dân của Chúa, một nhóm người Cơ Đốc ở tại châu Âu mà họ đã học về thực vật học trong nhiều năm, rồi họ tạo thành một cái group để có thể nghiên cứu loài cây này, loài cây khác, những loài cây mà Chúa đã dựng nên nơi này, nơi khác ở trên thế giới. Và họ đã nhân cách quá những cái loài cây đó để rồi có một câu chuyện được ghi lại là Cretinity Botanist Group, cái group của người chuyên về thực vật học của Cơ Đốc. Câu chuyện đó có đại ý để nói lên cái giá trị của chiếc máng và chủ đề mà tối hôm nay chúng ta học về máng cỏ Bethlehem. Máng cỏ rất là đa dụng. Người ta có thể sử dụng nó để đặt rơm vào trong đó dành cho các động vật. Người ta cũng có thể chứa nước vào trong đó để cho các con vật được uống. Và có thể nói một lời cần đựng, cần chứa một cái vật nào đó của người chăm sóc bầy đó thì họ có thể đặt vào nơi cái máng đó. Đa dụng lắm, nhiều công dụng cho nó lắm. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói một lời, không ai sử dụng danh mộc mà làm cái máng cỏ, thí dụ như thao lao, gõ đỏ, hoặc một cây nào đó mà có cái giá trị về vật chất để người ta làm cái máng bao giờ cả. Trái lại, khi muốn làm một máng cỏ, một cái chiếc máng dành để chứa nước cho động vật, súc vật để uống, thì người ta sử dụng các loài cây. Mà nếu chúng ta phải dùng một chữ trong ngoặc kép, đó là cây tạp. Cây tạp, gỗ nó không lâu dài, người ta mới làm một chiếc máng, phải không? Cho nên chúng ta mới có thể thấy rằng các loài cây đó cũng đại diện cho con người của chúng ta. Ít người trong chúng ta là người quyền quý cao sang, có học vị, có địa vị ở trong xã hội, nhưng đại đa số chúng ta là những người bình dân. Và có thể nói đó như là những chiếc máng cỏ mà người ta sử dụng ở trong gia đình, dầu đó là trời Âu hoặc là miền châu Á hoặc là miền châu Phi. Người xưa đã có một câu, đó là cây trên rừng ngàn năm còn có, người trên đời trăm tuổi dễ mấy ai. Có những người cây trên rừng tuổi của nó có thể đến ngàn năm. Khi nó mọc ở vùng này hoặc là được trồng ở vùng khác, và theo thời gian tính từ thế kỷ này sang thế kỷ khác vẫn tồn tại. Cây trên rừng ngàn năm còn có, người trên đời trăm tuổi dễ mấy ai. Và nhóm thảo vật học người Cơ Đốc đó đã ngồi lại với nhau xem các loài cây đã được ghi lại trong Kinh Thánh, rồi nhìn các loài cây trước mắt của họ mỗi khi họ đóng trại một nơi nào đó. Thế cho nên có một câu chuyện để nhân cách hóa. Người ta thấy có một cây rất lớn, rồi ngày kia cây lớn đó ở giữa một cái đám cây, có những cây nhỏ hơn, có những cây không có giá trị bao nhiêu, chúng nó nói chuyện với nhau. Tôi ước gì thân của tôi đến giờ nào đó nằm xuống và được xẻ ra để người ta đóng một con tàu. Thật sự cây rất lớn, rất tốt như vậy. Cây gô phe chẳng hạn, trong Kinh Thánh cũng cho biết rằng cây gô phe đã được sử dụng để đóng lên con tàu của Noe. Chúng ta nhớ điều đó. Ước ao rằng cây thân của mình được xẻ ra để sử dụng làm một con tàu, làm một con thuyền. Nếu không đi được trên biển thì cũng đi được trên sông, không đi được trên sông thì cũng có thể trên một cái rạch, một cái con kênh nào đó mà nó có thể lướt đi và không bị phá nát. Một cây khác nói rằng
Tôi ước ao thân của tôi được xẻ ra. Mà nếu không làm được việc gì cho Chúa thì xin làm một cái thập tự. Cây kia nó có tính cách là nói rằng sao làm cái gì không làm mà làm thập tự. Anh biết thập tự đối với Chúa chúng ta ra sao không? Thì cây đó nó nói rằng tôi làm cái thập tự, người ta cứ nghĩ rằng tôi sẽ đem đến sự chết chóc cho người khác, nhưng cứu Chúa Giêsu, Chúa của nhân loại đã chết trên thập tự giả đó để nhân thế biết đến tình yêu của Ngài, tin Ngài và nhận được sự cứu rỗi. Nhưng có một cây nhỏ hơn, bé hơn, không có giá trị bao nhiêu cả, nó nói rằng tôi không lớn để có đủ sức làm những chiếc ghe, những chiếc tàu, làm những con tàu ở ngoài đại dương hoặc trong các sông lớn. Tôi cũng không chắc chắn gì để được làm một cái thập tự, nhưng tôi ước ao chỉ được người ta sử dụng làm một cái chiếc máng thôi. Nói rằng ủa sao mà tệ quá như vậy, cuộc đời của anh chỉ là một chiếc máng thôi à. Nhưng mà nói rằng anh có biết chiếc máng để làm gì không? Để cho súc vật nó uống nước, để cho động vật nó uống nước, để đựng những đồ này đồ khác mà không có giá trị bao nhiêu cả. Thì nó nói rằng không, anh quên một điều, Giêsu cứu Chúa của cả nhân loại, cứu Chúa của chúng ta, Ngài đến trần gian này và không có vật gì có thể chứa được Ngài cả, không có chỗ nào cho Ngài cả, chỉ có một điều đó là lấy khăn bọc con mình. Mary đã đặt Giêsu cứu Chúa đó vào trong chiếc máng. Chiếc máng đa dụng lắm, có thể làm những việc lớn lao vượt đại dương nữa. Chiếc máng có thể làm một hình cụ mà người ta sợ chết chóc ở trên đó, nhưng Giêsu cứu Chúa đã chết trên thập tự giá. Chiếc máng nhỏ bé bằng cây tạp đơn sơ mà thôi, nhưng Giêsu cứu Chúa đã giáng sinh vào nơi chuồng chiên máng cỏ, và tôi có thể để làm nơi cho Chúa ngự trị. Thưa con dân của Chúa, câu chuyện của những nhà thảo vật học đó nhắc cho chúng ta ngày hôm nay hãy nhớ đến một điều: Chúa đã sử dụng cuộc đời của mỗi một chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 26 đến câu 28 đã chép như thế này: Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cũng như những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có. Có thể lắm chúng ta nhìn lại, chúng ta cũng sẽ thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, trong gia tộc của con, nhà bác của con, nhà chú của con, nhà dì, nhà cô của con, có những người cao sang, quyền thế, nhưng mà tại sao Chúa không chọn, và Ngài lại chọn con, để 10 năm qua, 20 năm qua con bước theo chân của Ngài, và cuộc đời con có ý nghĩa là vì cớ Chúa Giêsu hiện diện trong đời của con. Từ khi con tin nhận Chúa, ở tại sân vận động, ở tại nhà văn hóa, ở tại nhà thờ, ở một nơi nào đó mà tin lành được rao giảng ra, và con có cơ hội biết Chúa và tin nhận Ngài. Hãy cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng mỗi một chúng ta vào việc sang, việc hèn, trên cao nguyên hoặc là ở dưới bình nguyên. Tôi có xem qua một cái phim về thế giới, khám phá thế giới. Tôi lấy làm lạ lắm khi những con ngựa mà người Tây Tạng họ nuôi ở trên cao nguyên của họ. Và đặc biệt những con ngựa xuất phát từ cao nguyên Tây Tạng như vậy, nó rất giỏi khi có thể người ta sử dụng nó để đi đường xa và đồng thời sử dụng nó ở trong chiến trường. Đó là những con ngựa đứng bậc nhất ở trên thế giới, người ta sử dụng những con ngựa Tây Tạng. Và trong phim đó người ta cũng nhắc đến, và tôi xem qua tư liệu, ngoài những con ngựa tại Tây Tạng như vậy thì những con ngựa khác ở tại vùng Mông Cổ.
Trên thế giới của chúng ta có hai cái địa danh đó, Tây Tạng và Mông Cổ, xuất phát nơi có những con ngựa rất chiến, có thể có giá trị ở trên chính trường, trên thương trường, rất là độc đáo. Nhưng bao giờ nó cũng tìm đến cái nguồn nước để nó uống hết. Và nước đó từ nơi những đỉnh núi rất cao, tuyết phủ quanh năm, sương xuống thành tuyết đọng lại trên đó, rồi theo các cái dòng suối đi xuống để rồi đến cái cao nguyên đó, những con ngựa đó uống. Nhưng tôi cũng khám phá một điều, đâu phải con ngựa nào cũng uống nước được ở nơi dòng suối, mà những người, những con nài ngựa đó, những người cởi ngựa, chăn ngựa đó, họ đã đem những cái bình bằng da hoặc những cái gùi để lấy nước từ những con suối đó, mang về chứa lại ở trong một nơi nào đó để dung dịch nước không bị thoát ly, và người ta sử dụng cái nước đó cho những con ngựa chiến như vậy. Thử hỏi, nếu con ngựa không có cái dụng cụ để người ta đem nước về cho nó uống, thì không phải lúc nào cũng đến được dòng suối, mà nó phải cần những cái chiếc máng đơn sơ, không chắc chắn như là thao lao hay là những cái loại dinh mộc nào đó ở trong người làm thợ mộc có thể biết được. Nó nhỏ bé lắm, đơn sơ lắm, giá tiền chẳng là bao nhiêu cả, nhưng mà được dùng vào những công việc sang, những công việc hèn. Thưa con cái của Chúa, thế thì chúng ta biết chiếc máng rất là đa dụng, nhưng có một điều, cái điểm yếu của chiếc máng đó, tức là nó dễ nhiễm tạp chất. Bởi vì không được cất trong cái nơi sang trọng của một cái quán trọ, một cái motel, một cái hotel chẳng hạn, nó chỉ được bỏ vào một góc nào đó mà thôi, cho nên nó dễ dàng lắm mà bị nhiễm những cái chất độc, cái chất tạp. Con cái của Chúa cứ về trong cái nhà của chúng ta, gia đình của chúng ta, nếu có ai đó chăn nuôi có những cái chiếc máng để dành cho con thỏ, để dành cho con chuột bạch, hoặc là nếu chúng ta sử dụng để dành chăn nuôi ở trong gia đình thôi, thì ngoài ra con vật mà chúng ta nuôi uống vào đó, thế thì còn con vật nào uống nữa à? Cái chiếc máng nhỏ nhỏ mà chúng ta để dành cho gà, để dành cho vịt, để dành cho một cái con vật nào đó mà gia đình cha mẹ của chúng ta nuôi hoặc ông bà chúng ta nuôi, ngoài những con vật nuôi đó thì chiếc máng đó thường có những con gì vào nữa à? Chuột một, ai con gì nữa à? Gián. Gián chuột vào đó, nó làm cho cái chỗ đó trở nên bị nhiễm khuẩn, bị vi trùng, bị vi khuẩn bám vào trong đó. Mà nếu không cẩn thận như vậy thì vật nuôi của chúng ta có thể bị gây bệnh. Nhưng tại nơi đây, Chúa cho chúng ta một điều mà chúng ta cảm thấy có nhiều khi chúng ta không để ý. Sách Tin Lành Mác chương 7 câu 22 và câu 23. Mác chương 7 câu 22 và câu 23. Mác chương 7 câu 22, câu 23. Xin mời chúng ta cùng đọc với nhau ở câu số 21 trước đi, xin mời chúng ta đọc câu 21. Vì thật là từ lòng người, từ trong lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt gánh đố, lòng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều ấy ra từ lòng người và làm cho dơ giấy người. Tấm lòng của một con người thiên nhiên không có Chúa thì xin thưa với con cái của Chúa như một chiếc máng bị nhiễm khuẩn. Nó không còn sạch sẽ gì nữa cả. Mà tại trong đó lời của Chúa ở đây, Chúa Giê-xu nói với người Do Thái, mà người Do Thái hãnh diện lắm, họ tự hào họ là dân thánh. Nhưng mà tại nơi đây Chúa Giê-xu nói gì về lòng của con người? Vì thật là tự trong lòng người và ra những ác tưởng. Ác tưởng, tự trong lòng người mà ra những ác tưởng, dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối.
Thưa con dân của Chúa, lòng của con người không có Chúa Giêsu ngự vào, nó giống như một máng cỏ mà không được dọn dẹp và chỉ đầy dẫy những ác tưởng ở trong đó mà thôi. Trên Việt Nam chúng ta cũng có một câu mà tôi có thể nói lên và con cái của Chúa có thể nhớ đến ngài: dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Và nếu mắt chương thứ 7 đã nói chúng ta biết đó, thì con người đầy dẫy những ác tưởng như vậy. Trong thời kỳ của Chúa Giêsu thì chúng ta không còn lại một dữ liệu nào để nói dân số của thế giới và lúc đó là bao nhiêu. Nhưng trong một tư liệu mà người ta thống kê năm 2006, cái tư liệu đó nằm trong ngoặc kép là Population World, con người trên thế giới, dân số trên thế giới vào năm 2006 đó là 6 tỷ 530 triệu người. 6 tỷ 530 triệu người ở vào con số 2006. Mà lúc đó Cơ Đốc giáo gồm có chính thống giáo, Công giáo và Tin lành vào năm 2006 đó là 2 tỷ 156 triệu 350 ngàn người, chiếm tỷ lệ là 33.3%. Hôm nay đã là 2020 rồi mà cái thống kê đó là năm 2006, 33.03% là người đã biết đến Chúa. Không biết thật hay là không, bao nhiêu số người trong đó, nhưng mà dù sao đi nữa đó là những chiếc máng đã được tẩy sạch để Chúa Giêsu ngự vào. Rồi hôm nay chúng ta đang ở trong năm 2020. Tháng 4 đã qua, con cái của tháng 7 đã qua, con cái của Chúa đã từng thấy tôi chứng minh qua cái tư liệu đó. Tính 7 8 9 con số 7 tức là 7 tỷ 777 triệu 777 ngàn 777 người. Đây. Và Cơ Đốc giáo chỉ chiếm 34.02% trong con số 7 tỷ người đó. Thế thì chúng ta còn lại đến bao nhiêu phần trăm là những chiếc máng mà đã bị nhiễm khuẩn, đã chưa được tẩy sạch, đó là 63.05% cái chiếc máng đó, lòng của con người trong giai đoạn đó. Chúng ta thấy không? Chúng ta học về máng cỏ Bethlehem ở đây không còn xa lạ nữa. Máng cỏ đó tượng trưng cho lòng của con người của chúng ta. Và biết bao nhiêu người trong, không phải là chỉ trong tiểu thôn Bethlehem, mà có thể Jerusalem, có thể là Capernaum, có thể vùng vùng đất nào đó trong đất nước Do Thái. Mà ngày hôm nay trên cả thế giới cũng như vậy. Thành phố lớn, thành phố nhỏ, thành phố văn minh, thành phố có những dân tộc mà chúng ta thấy rằng rất là bình thường, có những chiếc máng, có những lòng người đã chưa được tẩy sạch. Những chiếc máng đó không có chỗ cho Chúa Giêsu. Nhiều lắm ở trên xã hội mà chúng ta đang sống ở đây. Vì vậy, một mùa Giáng sinh về, chúng ta nhắc đến nhau về máng cỏ Bethlehem. Chúng ta cũng nhắc đến cái phép lạ diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã thực hiện qua con của Ngài là Chúa Giêsu. Để tối nay con cái của Chúa ngồi lại trong thánh đường này, chúng ta liên lên Chúa lời tạ ơn. Tôi là ai? Con là ai? Mà được Ngài tẩy sạch lòng của con để con trở nên nơi ngự trị của chính mình Ngài. Giăng nhất chương 4 câu thứ 9 đã bày tỏ lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con mà được sống. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Cứu Chúa đã bằng lòng ngự vào ở trong cuộc đời của chúng ta như là chứng máng đã được Chúa làm cho tinh sạch. Ê-sai chương 1 câu thứ 18, lời Kinh Thánh đã ghi chép. Ê-sai chương 1 câu thứ 18: bây giờ chúng ta hãy đến, chúng ta biện luận cùng nhau,
dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Hơn 700 năm trước Chúa giáng sinh, Ngài đã sử dụng tiên tri của Chúa là tiên tri Ê-sai để hứa với tuyển dân của Chúa, và lời đó cũng đến với nhân loại. Dầu cho con người phạm tội đến đâu, tội đó được ví sánh như hồng điều cũng sẽ được trở nên trắng như tuyết. Chúa tha thứ tội khi con người trở lại với chính mình Ngài. Một trong những nhà thần học trên thế giới, dầu ông là thần học tân phái chứ không phải là thần học chánh thống như các đệ tử của Chúa, như cụ John D. Olson của Hội Thánh của Chúa trên quê hương Việt Nam của chúng ta, đó là Friedrich Schleiermacher, một trong những con người sống vào thời đại mà có thể nói rằng tiếp xúc với nền văn minh của thế giới. Nhưng ông sống trong sự sa đọa, bỏ quên những cái gì cha mẹ ông bà đã theo Chúa huấn luyện dạy dỗ Friedrich Schleiermacher. Ông sống một cuộc đời băng hoại cho đến một ngày ông nằm ngủ ở trong công viên và hỏi trong cái giấc mơ của mình, trong cái tiếng mớ của mình đó: nếu ai cho tôi biết tôi là ai thì tôi sẽ cho người đó phân nửa gia tài. Con có một bá tước giàu có lắm vào lúc bấy giờ, nhưng người ta chỉ nhìn thấy cái áo của ông đã mặc, áo người thanh niên đó đã mặc, thì biết rằng đây là con của một người quyền quý rồi. Nhưng mà tại sao anh buộc ngựa ở tại công viên đó? Tại sao anh nằm ngủ trên những cái dải băng, những dải cỏ như vậy? Vì cơ anh đã trở thành một con sâu rượu vào lúc bấy giờ. Đến một ngày ông đi ngang qua giáo đường: tại sao tôi không phải như những người đó mà cuộc đời của tôi như thế này? Anh ta gặp Chúa và được Ngài thay đổi. Cái chiếc máng lòng anh đó được quyền năng của Chúa đụng đến để anh quay trở lại cùng với Chúa. Và cũng có người khác, đó là George Muller, một con người có thể nói rằng có địa vị, có thể có tài năng và hơn bao nhiêu người khác, nhưng Muller vẫn có một cuộc đời của một thanh tráng trong trụy lạc, trong băng hoại. Đến một ngày ông gặp được Chúa, không biết là trong giáng sinh, trong phục sinh, câu chuyện không kể là ông gặp Chúa trong đại lễ nào của giáo hội, nhưng George Muller trở lại cùng với Chúa và trở nên một con người có ích lợi cho công việc nhà của Chúa. Nên ở trong bài làm chứng của George Muller, ông trích lại lời của Chúa ở trong Thánh Kinh: Đức Chúa Trời không bẻ cây sậy dập, Ngài cũng chẳng tắt ngọn đèn gần tàn. Cuộc đời của George Muller nó giống như một cây sậy bị dập, không sử dụng đâu vào việc gì nữa cả, không có chỗ bông, không được người ta dùng vào trong công việc đặc biệt, và chỉ nó là một cây sậy dập mà thôi. Cuộc đời của con giống như một tim đèn, nhưng mà cái nó bị trùng ở trên, nó bị cái khói nó làm ở bên trên, nó không còn có cái tia sáng như là bao nhiêu tim đèn khác nữa. Nhưng George Muller đã gặp được Chúa, đến nỗi ông trích lại lời của Chúa: Đức Chúa Trời không bẻ cây sập dập, Ngài đã không tắt ngọn đèn tàn, Ngài đã cứu con để cho con trở nên một người được Chúa sử dụng. Và thật sự cả Friedrich Schleiermacher và George Muller đều là những con người chứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời trong Matthew chương 10 câu thứ 33. Trước đó thì không dám khoe về Chúa, trước đó thì không dám giới thiệu về hài nhi Giê-xu, trước đó không dám nói đến danh của Đức Chúa Trời, khi cuộc đời đã được thay đổi. Matthew chương 10 câu 33 đã chép: Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Tối hôm nay con cái của Chúa về đây, hiện diện trong nhà của Chúa, cùng hòa lòng với các ca đoàn, với ban hát để tôn vinh chúc tụng danh của Ngài. Những bài hát rất có ý nghĩa, những bài hát cảm động lòng của chúng ta.
Và thật sự chúng ta có thể giới thiệu cái máng cỏ, tức là tấm lòng của chúng ta đã được Chúa ngự trị rồi chăng? Hay chúng ta hổ thẹn và nói rằng Giáng sinh thì tôi về với nhà Chúa trong vài ba giờ đồng hồ vậy chứ, tôi ở trong xóm của tôi chẳng hề biết ai biết tôi là người theo Chúa, tôi là người tin lành gì cả, tôi sống như bao nhiêu người khác. Trong những giờ phút đó, máng cỏ lại tiếp tục bị nhiễm khuẩn, máng cỏ lại trở nên một nơi ô uế, không phải là nơi cho Chúa ngự. Nên tối hôm nay chủ đề máng cỏ Bethlehem nhắc chúng ta về tình thương của Chúa giáng sinh trong máng cỏ chuồng chiên năm nào, thì đây cũng là cái chủ đề mà tối hôm nay tôi nhắc nhở cho chính mình và khuyên nhủ toàn thể con dân của Chúa. Máng cỏ tấm lòng của chúng ta có là nơi Chúa ngự trị chưa? Có hài nhi Giê-xu ở bên trong hay là không? Hay chỉ máng cỏ đó là nơi ô uế, hết ngày này sang ngày khác, rồi theo thời gian nó sẽ bị mục nát, rồi chủ của quán trọ nó sẽ quăng vào một nơi nào đó hoặc thảy vào một đống lửa nào đó để tiêu hủy nó đi. Nhưng xin Chúa ngự trị trong cuộc đời của chúng ta, biến đổi cuộc đời của chúng ta như Ngài đã chạm đến cuộc đời của Friedrich Schleiermacher, Ngài chạm đến cuộc đời của George Muller, và thay đổi những cuộc đời đó có ích cho công việc của Đức Chúa Trời trên thế gian này. Tối thứ ba đến đây chúng ta có, tối thứ tư đến đây chúng ta có chương trình truyền giảng rất đặc biệt, Chúa tình yêu Giáng sinh. Anh chị em có phải là những người giới thiệu về Chúa Giê-xu cho bạn hữu của mình chăng? Mời người trong gia đình của mình đến để gặp Chúa Giê-xu, để Ngài Giáng sinh vào lòng chăng? Xin Chúa làm việc đó. Và cái máng cỏ của chúng ta, tấm lòng của chúng ta phải là tấm lòng thực sự thờ phượng Chúa và tính sạch. Chúng ta có thể mời người khác được, có thể chinh phục bạn bè của chúng ta được đến với Chúa yêu dấu. Đó chính là lý do tại làm sao hội thánh của Chúa tồn tại trên đất, là lý do tại làm sao Ngài đã che chở, giữ gìn chúng ta khỏi dịch Covid đã qua, để chúng ta sống còn ngày hôm nay. Có phải là Ngài muốn sử dụng từng cuộc đời của chúng ta như máng cỏ năm nào đã được Joseph, Mary cẩn thận chùi rửa sạch sẽ, rồi đặt rơm khô vào, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ. Chúa Giê-xu có hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta không? Ngài có chiếm hữu cuộc đời chúng ta không? Hay là vì cái gì của trần gian đó chiếm hữu mà không phải là Giê-xu cứu Chúa trong máng cỏ chuồng chiên? Xin Chúa dùng bài học đơn sơ tối nay, một bài học thực tế để dạy dỗ mọi một chúng ta. Và tất cả chúng ta không phải chỉ là quán trọ, nhưng mà chúng ta là máng cỏ ở trong quán trọ đó để Chúa Giê-xu ngự trị vào. Amen. Xin kính mời Thánh cùng đứng, mỗi người chúng ta cùng đến với Chúa. Tôi xin mời nữ truyền đạo Lê Thị Lệ Thanh đến đây cầu nguyện để đáp ứng lời Chúa. Kính lạy Cứu Chúa Giêsu Christ rất yêu dấu của chúng con. Ngài là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, là đấng tạo hóa và đấng đang thể trị cả hoàng vũ này. Chúng con cúi đầu cảm tạ ơn Chúa bởi chính tình yêu vô đố của Ngài. Ngài đã lìa ngôi thiên đàng vinh hiển xuống thế gian để cứu vớt nhân loại ra khỏi chốn trầm luân hư mốc,
Quả thật Ngài là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Chúng con cúi đầu cảm tạ ơn Chúa. Năm 2020 sắp sửa trôi qua với biết bao nhiêu những biến cố, những biến động, nhưng Chúa vẫn ban cho chúng con hết thảy tôi con cái của Ngài có thì giờ, có cơ hội để chúng con một lần nữa kỷ niệm sự Giáng sinh của Ngài. Cảm ơn Chúa vì buổi chiều hôm nay, trong thì giờ chúng con ra mắt Chúa trong lễ hai trong ngày Thánh Nhật, chúng con được lắng nghe lời của Ngài qua đầy tớ thánh của Chúa, ra sứ điệp của Ngài để nhắc nhở chương trình cứu chuộc Đức Chúa Trời đã hoạch định cho nhân loại trong quyền tể trị của Ngài. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Máng cỏ Bethlehem năm xưa là dấu hiệu của tình yêu Chúa giáng thế. Thật vậy, con trời đã giáng sinh. Ngài đã giáng sinh nơi không phải là trong êm nệm ấm. Chúa Giêsu đã giáng sinh, Ngài đã bằng lòng nhận lấy địa vị thấp hèn, thậm chí thấp hèn nhất để thi hành sứ mạng của Ngài. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song Ngài chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự chỉ vì tội lỗi của mỗi chúng con và của cả nhân loại này. Chúa ơi, mỗi lần chúng con được nhắc đến tình yêu giáng thế của Ngài, xin Chúa dạy dỗ chúng con biết ơn Chúa với tất cả tấm lòng khiêm cung, khiêm nhường, nhu mì, yêu kính Chúa với tất cả tấm lòng, tất cả tâm trí, sức lực, trí khôn của chúng con trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều vì lời Chúa buổi chiều tối hôm nay cũng nhắc nhở mỗi đời sống của chúng con. Tấm lòng của chúng con như những máng cỏ đã được Chúa ngự trị khi chúng con bằng lòng tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Thế nhưng đã bao lần chúng con sống một đời sống không đẹp lòng Chúa, sống một đời sống không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Xin dòng quyền năng huyết chí thánh vô tội của Ngài vẫn còn linh nghiệm thanh tẩy máng cỏ tấm lòng của chúng con, để chúng con có Chúa ngự trị trong tấm lòng của chúng con, để chúng con sống xứng đáng cho danh vinh hiển của Ngài. Chúng con hết lòng cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Chúng con cầu nguyện xin Chúa nhớ đến các thân hữu, các anh chị em của chúng con. Nếu có buổi chiều tối hôm nay trong thời giờ thờ phượng Chúa, xin lời của Ngài cảm thúc lòng của chị em, anh chị em chúng con, để anh chị em chúng con nhận biết rằng mình cần cứu Chúa ngự vào trong tấm lòng, cần tin lành từ trời để các anh chị em chúng con được biến đổi bởi quyền năng của tin lành, quyền năng của Đức Thánh Linh, đời sống của anh chị em chúng con trở nên con cái yêu dấu của Ngài để thờ phượng và phục vụ Ngài như chúng con vậy. Chúng con hết lòng cảm tạ ơn Cha. Nguyện xin Chúa xuống phước trên hội thánh của Ngài suốt mùa Giáng sinh này. Chúng con còn có những chương trình thờ phượng Giáng sinh, xin Chúa cũng ở cùng và ban phước và ban ơn cho. Chúng con hết lòng cảm tạ ơn Chúa. Con xin dâng thì giờ còn lại trong tay Chúa với lòng thành kính biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta dành thời giờ này để mời gọi quý thân hữu đến tiếp nhận Chúa. Kính thưa quý thân hữu, trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh năm xưa, các mục đồng đã đến tìm gặp được hài nhi Giêsu nằm trong chuồng chiên máng cỏ. Họ đã nhận được niềm vui. Các nhà bác học bên đông phương xa xôi cũng không quản ngại đường xa, quyết lên đường tìm đấng quyền năng và họ đã gặp được. Giờ này là lúc quý vị thân hữu
cần quyết định tìm đến Chúa Giêsu, tin nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống mình để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Quý vị sẽ nhận được niềm vui và hạnh phúc khi tin nhận Ngài. Xin mời quý vị thân hữu chúng ta mạnh dạn bước ra khỏi hàng băng mình bước lên phía trên này. Một sư chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và khi chúng ta có Chúa ngự trong tấm lòng chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ được sự bình an, được ơn lành mà Chúa ban cho. Có quý vị thân hữu nào giờ này muốn tiếp nhận Chúa, xin mời bước lên phía trên này. Lời Chúa trong Kinh Thánh có chép: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu thể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Có một thân hữu đã bước lên tiếp nhận Chúa, còn ai nữa không? Đây là mùa Giáng sinh quan trọng vì chúng ta đã tiếp nhận Chúa, Chúa ngự vào lòng và Chúa ban phước trên đời sống chúng ta. Nếu không còn nữa, xin kính mời mục sư cầu nguyện cho thân hữu tiếp nhận Chúa. Đây là cơ hội đặc biệt để người anh em có thể biết đến Chúa và mời Chúa ngự trị trong đời sống của mình. Trên mục sư hướng dẫn, và giờ này thì nhắm mắt lại, lặp lại lời cầu nguyện như là lời cầu nguyện của chính mình nha. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương con, Chúa đã yêu thương con. Ngài đến trần gian này, Ngài đến trần gian này. Giáng sinh trong chuồng chiên máng cỏ, Giáng sinh trong chuồng chiên máng cỏ. Tối nay, con biết Chúa yêu con, con biết Chúa yêu con. Sẵn sàng ngự vào lòng con, sẵn sàng ngự vào lòng con. Lòng con như máng cỏ năm nào, lòng con như máng cỏ năm nào, cần Chúa ngự vào, cần Chúa ngự vào, làm cho tinh sạch tội lỗi con, làm cho tinh sạch tội lỗi con, chuẩn bị cho con tấm lòng, chuẩn bị cho con tấm lòng, được Chúa ngự trị, được Chúa ngự trị suốt đời con, suốt đời con. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Chúa. Xin nhận lời cầu nguyện con tối nay, xin nhận lời cầu nguyện con tối nay. Ngài là Chúa đời của cuộc đời con, Ngài là Chúa cuộc đời con, mãi mãi. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện, con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài vì cuộc đời của một trong những anh em bạn của chúng con tối nay tin nhận Ngài. Có thể không được như bao nhiêu con cái của Chúa khác. Chúng con chẳng phải là người quyền thế, cũng chẳng phải là người có địa vị gì trong xã hội cả. Anh em của chúng con sống trong hoàn cảnh cơ hàn. Anh em chúng con sống trong hoàn cảnh mà không được như bao nhiêu bạn bè khác. Nhưng đối với Chúa của chúng con, Chúa là tất cả. Ngài thương yêu người trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh khác. Chúa đã cho anh em chúng con gặp được Chúa tối nay. Con cầu nguyện để Chúa cho anh em của chúng con, bạn ở đây gặp được Chúa, và chính mình Ngài sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Ngài tẩy sạch tội lỗi ở trong tấm lòng, trong linh hồn, và đồng thời Ngài cũng sẽ là đấng ở cùng với bạn của chúng con tối hôm nay nữa. Để rồi cuộc đời sẽ được biến đổi, làm con của Chúa đi trong sự sáng của chính mình Ngài, có được sự bảo vệ của Chúa hiện tại và kể cả trong tương lai. Chúng con cảm ơn Cha. Hallelujah, chúng con biết ơn Ngài vì đây là chương trình Chúa đã thực hiện, và tin rằng dù một người tin nhận Ngài nhưng quý trọng hơn cả thế gian. Chúa ban ơn cho anh em của chúng con tin nhận Chúa rồi sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bạn bè cùng trong hoàn cảnh để học biết về Chúa và sẽ mãi mãi trung tín theo Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phởi và Hằng. Dạ.
một em tên là Phởi, một em tên là Hằng, trong hoàn cảnh rất đặc biệt mà tối hôm nay chúng ta phải nhớ đến và cầu nguyện. Xin Chúa cho cả hai em biết Chúa và có một ánh sáng thánh vào trong lòng của hai em, để rồi hai em sinh hoạt với nhóm khiếm thị của Hội Thánh của Chúa ở tại khu vực thành phố này, và mãi mãi sẽ yêu Chúa và trở thành một trong những chứng nhân cho các bạn của mình trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Con cái của Chúa hãy nhớ đến em Hằng và em Phởi trong sự cầu nguyện. Hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện giúp đỡ hai em trên đường theo Chúa yêu dấu. Mời Hội Thánh của Chúa an tọa. Này, giờ này chúng ta sẽ bước vào phần tắc lễ. Xin kính mời Thánh cùng đứng. Chúng ta sẽ cùng hiệp ý cầu nguyện chung, sau đó tôn vinh Chúa Thánh ca, số 23 tôn vinh chân thần, và sau đó kính mời mục sư quản nhiệm chúc phước cho Hội Thánh. Xin Hội Thánh khởi sự. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng của chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha, ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Con và sự thông công năng quyền của Chúa Thánh Linh ở cùng với Hội Thánh của Ngài, ban cho Hội Thánh một mùa Giáng sinh phước hạnh, và ban cho Hội Thánh của Chúa chuyển sang năm mới 2021 trong sự đắc thắng, làm vinh hiển danh của Chúa tiếp tục từ nay cho đến ngày cứu Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen. Oh, yeah.
Giáng sinh đến đây là kết thúc. Kính chúc hội thánh một mùa Giáng sinh tràn đầy ơn phước Chúa.